Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Bảohiemmoi.com, đang cần tuyển chuyên viên có bằng bảo hiểm hay địa ốc, 714-251-1206. Kính thưa quý vị, trong những thời gian qua, chúng ta đã nghe nhiều đến những cái chuyến đi của những người dân Bắc Hàn. Họ vượt qua biên giới Trung Cộng và từ đó họ có thể đến Việt Nam, họ có thể đến những quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á để tìm một cái đời sống mới như những người dân của chúng ta đã làm sau năm 1975. Anh Tuấn theo dõi, anh thấy cái làn sóng người mà rời bỏ Bắc Hàn đi càng ngày càng có gia tăng không? Dạ, vâng. Về cái con số mà ước tính có gia tăng hay không thì thực sự ra hiện tại bây giờ không có con số chính xác, nhưng mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi tuần đều có những người họ, hay mình dùng từ là vượt biên đó thưa anh. Thứ nhất dễ nhất đó là vượt biên qua hướng từ Trung Quốc, thứ hai là họ vượt biên ra phía ngoài biển, và trong quá khứ cũng đã có những người Bắc Hàn vượt biên và trôi dạt về xuống Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị, đó là chuyện của những người Bắc Hàn trốn chạy khỏi chế độ của Kim Jong-un. Và hôm qua thì hình ảnh của một sinh viên Bắc Hàn đã được hiện nay cùng với gia đình đang định cư tại Hoa Kỳ đã gây nên một cái chấn động, và người đó có tên là Grace Joe. Grace Joe đã đi dọc theo cái con đường mòn của trường đại học Montgomery ở Maryland. Cô ấy có thể nói nhìn cô ấy và chúng ta không phân biệt được là một sinh viên nào khác hiện nay đang đến Mỹ học. Tuy nhiên cuộc hành trình của cô, đáng kinh ngạc của cô, 26 tuổi đã cô đưa cô thoát khỏi một cái chế độ tàn bạo ở tại Bắc Hàn. Kính thưa quý vị, Mỹ là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới. Đó là lời tuyên bố của Grace đối với hãng Fox. Và bà với một giọng hiền dịu, bà đã nói với tất cả diễn viên, tất cả những người lắng nghe bà nói ở tại thành phố New York. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta tin rằng Bắc Triều Tiên tiếp tục có thể nghe những lời chúng ta muốn đàm phán với họ hay không, thì bà ta nói rằng, cô ta nói rằng, tôi tin chắc Bắc Triều Tiên, chế độ của Bắc Triều Tiên sẽ không nghe nếu chúng ta chỉ đơn phương qua những lời nói mà thôi. Vì vậy tôi nghĩ rằng đây là thời gian chúng ta cần phải có hành động về phía chính quyền của những người như Kim Jong-un. Và tất cả những chúng ta không cần có bất kỳ hành động nào để chỉ có lời nói, và chúng ta cần phải có hành động để cố gắng cung cấp cho cái gì đó. Kính thưa quý vị, đó là một hành động thực tiễn đối với họ. Chúng ta cũng hứa hẹn cung cấp một cái gì đó cho chính phủ Bắc Hàn. Nhưng, kính thưa quý vị, đó là lời của Gray nói rằng, nếu chúng ta hứa hẹn cung cấp cho họ thì cũng chỉ là một thời gian giống như chúng ta đưa một cái viên kẹo cho những người trẻ đang lúc khóc mà thôi. Bởi thế, lẽ dĩ nhiên tôi không muốn đề nghị một cái cuộc chiến tranh tàn bạo xảy đến với những bom đạn nổ có thể hủy hoại những thành phố ở phía Nam Hàn cũng giống như tất cả những quốc gia trong khu vực. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cần phải suy nghĩ đến một cái hành động mà chúng ta phải làm mất đi và lấy đi cái con người mà đã ba đời chúng tôi phải có thể nói lúc nào cũng đến trước bàn thờ, đến trước đỉnh núi để cúi đầu xuống lại họ. Đó là chế độ của Kim Jong-un. Đó là một người phụ nữ trốn chạy Bắc Triều Tiên và hiện nay đang theo học tại Hoa Kỳ dưới cái quỹ học bổng của Tổng thống Bush cung cấp 25.000 cho 8 sinh viên Bắc Hàn. Và cô ta đã được cơ quan cao ủy đặc trách người tị nạn đón nhận và cho phép định cư tại Hoa Kỳ, thưa anh Tuấn. Đó là một trong những cái nhận xét thô thiển của một người đã từng sống tại miền Bắc. Dạ vâng, đúng thực sự như vậy thưa quý vị. Với kinh nghiệm đã từng sống ở ngay tại Bắc Hàn thì cô cũng nói rằng với chế độ Bắc Hàn và với khí tài quân sự của họ đó thì bất kỳ quân đội nào trên thế giới cũng có thể xóa sổ được chính phủ Bắc Hàn. Tuy nhiên cái điều quan trọng đó là việc xóa sổ được chế độ, nhưng phải làm sao mà không có gây sự thương vong cho chính người dân, bởi người dân là những người vô tội. Cô cũng chia sẻ kinh nghiệm thêm, cô nói về vấn đề mà thả bom hay không thả bom, cái đó là cái về quân sự. Nhưng đối với lại cô nghĩ đó, thì với chính phủ Bắc Hàn là việc đối thoại, việc mà ngoại giao là hoàn toàn không thể xảy ra. Bởi với cô
chế độ Bắc Hàn hay Kim Jong-un là một chế độ độc tài, mà ở nơi đó một chế độ này chỉ nghĩ tới và chỉ biết được là cái đường lối của chính họ mà thôi, chứ hoàn toàn không có cần quan tâm tới những quốc gia khác, thưa anh. Kính quý vị, Gray đã nhìn xa hơn và cô ta đã tuyên bố lực lượng quân đội Hoa Kỳ hoặc bất cứ lực lượng độc lập nào cũng nên cần có nghĩ đến một trong những cái sự kiện, đó là chấm dứt chế độ Bắc Triều Tiên, vì chế độ này đang giết hại những người vô tội ở trong nước, các cha mẹ đang chết và cái đời sống của họ không có một cái hy vọng gì. Bà đã nói với từ kinh nghiệm trực tiếp rằng và tất cả những cái vấn đề khó khăn nhất của bà đã đến với gia đình bà trong một cái khoảng thời gian dài. Và năm 2008 thì Gray đến được Hoa Kỳ cùng với em gái. Những người này họ đến theo chương trình tị nạn của dưới sự điều hành của cao ủy đặc trách người tị nạn Liên Hợp Quốc. Và bây giờ cô đã trở thành một người công dân Hoa Kỳ vào năm 2013 và đã được biết ơn đến Tổng thống Bush đã làm cho tất cả những cái người dân Bắc Hàn trốn chạy khỏi Bắc Hàn và những người trẻ như cô có một cơ hội theo học tại các trường đại học. Và hiện nay thì kính thưa quý vị, một trong những sự kiện mà người ta nói rằng là hiện nay có tới 250 đến 300 hoặc đến 400 người Bắc Triều Tiên hiện nay đang định cư tại Hoa Kỳ. Chắc người ta cũng nói đến một cái cộng đồng nhỏ của những người Bắc Hàn. Vì hiện nay thì có số lượng to lớn của những người Nam Hàn ở đây như một cái cộng đồng vững mạnh. Nhưng trong lúc đó thì có những cái con số người Bắc Hàn cũng ở đây. Họ là những người trốn chạy khỏi chế độ tàn bạo của Kim Jong-un. Và chúng ta cũng cần phải giúp đỡ họ. Đó là một vài trong ý nghĩa mà người ta nói đến trong cái buổi mà bà Grace nói chuyện, cô Grace nói chuyện với tất cả các cử tọa ở tại Liên Hợp Quốc, thưa anh Tuấn. Trong cùng lúc đó thì bão tố lại xảy ra ở ngay phía tòa Bạch Ốc và một lần nữa lại xảy ra những cái vụ tranh cãi sau khi những lời tuyên bố của chính ông Tổng thống Donald Trump cũng như là các tử sĩ đã hy sinh ở ngoài mặt trận, cũng như là những cái lời cáo buộc và những cái lời lẽ mà chính ông Tổng thống đã nói với những người là họ là gia đình của những tử sĩ này. Không biết là cái sự việc đó xảy ra như thế nào, thưa anh? Vâng, kính thưa quý vị, đến bây giờ thì tất cả những cái sự kiện mà làm cho người ta bàn cãi nhiều nhất đó là vấn đề nữ dân biểu Wilson của tiểu bang Florida. Vì trước tiên một trong những quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh ở tại Nigeria qua một cuộc phục kích của những cuộc kháng của những quân khủng bố ở tại Nigeria, để lại đằng sau lưng một người vợ với hai đứa con và một cái bào thai ở trong bụng của người quá phụ của một quân nhân đang phục vụ tại Nigeria. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump ngày hôm thứ Hai trong cái buổi tiệc và buổi nói chuyện tại cái vườn hồng Rose Garden, thì ông ta đã tuyên bố tôi thường trực tiếp nói chuyện với tất cả những vợ, với những thân nhân của những người gia đình đã hy sinh cho quốc gia của chúng ta, họ hy sinh phần thân thể của họ. Và tôi không hiểu rằng Tổng thống Barack Obama hoặc Tổng thống Bush có làm như vậy hay không. Ngay cả người con của ông John Kelly là một trong những người hồi đó là trung tướng, người con trai của ông là một sĩ quan phục vụ tại Afghanistan, ông cũng hỏi đặt ra một cái câu hỏi thôi. Ông hỏi rằng không biết là Tổng thống Barack Obama có gọi điện thoại nói chuyện với tướng John Kelly hay là không. Nhưng cái sự kiện lại xảy ra theo một cái chiều hướng mới, kính thưa quý vị, đó là hôm thứ Hai. Và trước đó, vào ngày sau đó, ngày buổi nói chuyện hôm thứ Hai, thì Tổng thống Donald Trump đã dùng điện thoại trực tiếp nói chuyện với người quá phụ của quân nhân hy sinh tại Nigeria. Và trong cái buổi nói chuyện thì Tổng thống đã đưa ra những cái lời mà Tổng thống nói rằng tôi đã ký tất cả những cái giấy tờ cho gia đình cô, mặc dù những cái điều này có phần đã làm cho cô không bằng lòng. Đó là cái sự việc mà cô không được mở cái nắp quan tài ra để nhìn thấy thi hài của chồng cô. Với cái khuôn mặt như vậy thì tôi nghi rằng sẽ có bị một cái nightmare. Đó là lời tuyên bố của bà Wilson, dân biểu của tiểu bang Florida, nói rằng bà đoán chắc rằng Tổng thống nói với người phụ nữ đó như vậy. Và bà lên án tại sao Tổng thống là một vị Tổng thống Hoa Kỳ lại đi nói những lời nói đó. Nhưng hôm nay thì phía White House và Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những cái lời mãnh liệt nói rằng bà nói dối, bà bịa đặt ra chuyện đó, chúng tôi không nói điều đó. Và lúc chúng tôi nói đó thì có người mẹ của người quân nhân đã hy sinh cũng có mặt ở tại đây. Đó là những cái sự kiện mà hiện nay thì đang trao đổi và thách thức nhau, thưa anh Tuấn. Trong khi đó thì khi mà giới truyền thông phỏng vấn mẹ của tử sĩ thì bà cho rằng Tổng thống Donald Trump không tôn trọng con trai tôi và cũng như là cả vợ của con trai tôi và cả gia đình, bởi vì không những lời phát ngôn về chuyện mà nhìn khuôn mặt của người tử sĩ rồi cảm thấy ám ảnh không thể nào sống nổi, thì một trong những cái lời phát ngôn của Tổng thống Donald Trump làm cho bên phía gia đình người ta cũng rất là bực tức, đó là ông nói
Về cái chết của người tự sử này thì lúc mà anh ta đã nhập ngũ thì anh ta cũng đã biết là sẽ phải coi như đối đầu với cái chết, nhưng điều đó thực sự là không thể nào chấp nhận được. Thì đó là lời lẽ của Tổng thống Donald Trump. Một lần nữa, bà dân biểu, bà Felicia Wilson, bà nói rằng chính tôi là người có mặt và chính tôi là người đã nghe Tổng thống Trump nói như vậy. Ngay lập tức ngày hôm qua thì bên phía Tòa Bạch Ốc phát ngôn nhân cho biết rằng bà phản bác lại những gì mà bà dân biểu Florida nói và nói rằng Tổng thống Trump không nói như vậy, và cũng như kéo vào ông chánh tham mưu trưởng của bên phía Tòa Bạch Ốc, đó là ông John Kelly. Và chính bà phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc nói việc đem các tử sĩ vào trong để mà chính trị hóa cái câu chuyện đi là một cái sự việc mà không thể nào chấp nhận được. Đó là lời tuyên bố của bên phía Tòa Bạch Ốc. Nhưng khi mà được cánh phóng viên người ta hỏi ngược lại, như vậy việc ông Tổng thống Donald Trump đem cái chết của tử sĩ là con trai của ông tướng, Trung tướng John Kelly vào trong cái sự việc này, thì liệu đây có phải là chính ông Tổng thống Trump chính trị hóa trong việc cái chết của các tử sĩ hay không? Lẽ dĩ nhiên thì cái điều mà người ta phía một số lượng rất lớn những người chống đối Tổng thống Donald Trump luôn luôn tìm những kẽ hở của Tổng thống Donald Trump để đưa ra những cái cáo buộc ông. Bên cạnh đó thì một số tất cả những người họ cũng đồng tình với Tổng thống Donald Trump là một trong những người có tinh thần gọi là patriot, tức là quốc gia. Và ông ta là một trong những người luôn luôn hướng về dành tất cả những cái gọi là cái ưu tiên của ông cho tất cả những chiến binh cũng giống như tất cả các gia đình cô nhi tử sĩ. Nhưng những cái lời nói của ông liệu có làm cho hurt người ta hay không? Đó là một trong những cái sự kiện mà người ta đặt ra. Nhưng vấn đề cũng nên cân nhắc lại là lời của bà Wilson nói rằng là bà ngồi trên chiếc xe trong lúc điện thoại reo lên và cái người vợ của người quá phụ đó đã nói chuyện được Tổng thống Donald Trump nói chuyện. Thì lại dĩ nhiên chúng ta nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump nói chuyện với quá phụ này lại nhiên ở trong cái tinh thần an ủi với tư cách là một trong những người lãnh đạo quốc gia. Nhưng phía bà Wilson thì lại nghe những cái lời nói mà làm cho ảnh hưởng đến tương lai đời sống của một người phụ nữ đã mất đi chồng con. Và bà chê trách Tổng thống là không nên nói những lời như vậy. Liệu ở cương vị Tổng thống chúng ta có nên nói với một người phụ nữ đang bị đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần như vậy hay không? Thì điều đó là một trong những cái câu hỏi đưa ra sự thách thức. Nhưng đến bây giờ thì Tổng thống Donald Trump nói rằng chúng tôi White House không có ghi lại cuộn băng đó. Và thứ nhì nữa là tôi không có nói đời đó, bà là những người bịa đặt ra. Thì cái chuyện này thì cũng giống như chuyện thường tình xảy ra ở huyện mà thôi. Luôn luôn đến bây giờ thì bên này nói thế này, bên kia nói thế nào. Nhưng mà chung quy thì lại nhiên không thể nào ngừng cái cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump với những người chống đối. Vì những người chống đối thì luôn luôn tìm kẻ hở. Và Tổng thống Donald Trump này cũng không vừa gì. Ông cũng lại một chống một chứ không bao giờ ông để cho những cái sự chuột chìm xuống. Đó là sự kiện mà người ta nói những gì đang xảy ra tại White House. Quý vị đang cùng với anh Tuấn và Đoàn Trọng qua cả buổi sáng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giờ lành.